Hello, xin chào cả nhà đã quay lại kênh Nghĩa Vlog nha. Đó. Và hôm nay là chủ nhật hàng tuần nha. Hội Live Cam Hồ Chí Minh sẽ up hội tại sân quận 12 và giao lưu và chia sẻ những đam mê nha. À, bên đây là anh Thanh ha. Đó, lão đại. Đây là lão Chí Thâm. Còn đây là em Lam nữa nha. Đó, chuyên độ pin hát sóng các kiểu đó, thì ai cần có nhu cầu thì xin liên hệ em Lam qua số điện thoại 098 104 8700. Đó, có hai giới tính không em? Có mini 2 hát 2000 mét đó. Hát giới tính luôn hả? ai có nhu cầu thì liên hệ em Lam nha cả nhà. Đó, ba uy tín. Đây, hôm nay là trời gió rất là to nha nghe. Rất là to. Đi ai đang ở xa rồi gió hôm nay. Em Nhân đang cầm con 2S đang bay lang lượn. Nhiêu mét rồi em? Dọn đây hả? Đâu? Đó hả? À, gió quá cả nhà. Rồi đây thấy cả nhà thấy không? Gió kinh khủng. Lão tướng Trung là sao rồi? SE nha cả nhà. Đâu rồi? Con anh nằm đâu rồi? Đây. Đây con cái lão tướng đây nha. Đó, em SE. Gió kìa đó, dậy hít hóp luôn. SE đây. Dậy hít hóp. Đây anh Dũng. Anh Dũng đang chơi con 2S nữa nha. Cũng bay vòng vòng hả anh? Wow, đây cả nhà xem nè. Đó. 2S nha. 2S mà còn đảo nha. Thấy chưa? Cả nhà thấy không? Những con đảo bình thường nha. Em ý thì chơi con SE luôn nha cả nhà. Đó, cái này ý rồi. Ôi tút ngoài kia luôn hả? Ghê hả? À? Nhảy đớp mà. Nhảy đớp rồi đó. Đây còn một em nữa cả nhà. Em Bảo. Đó. Wow, cho con gái chơi luôn hả? Ghê hả? Điêu luyện hả? Mi 3 rồ mà cho con gái chơi luôn nha cả nhà. Rành với nó chứ bộ. Wow, đã không con? Đi đó từ bữa đã không? Đi Phú Quốc luôn anh mới. Ngại. Đã không? Ngại rồi. Đó, 13 rồ. Đây một em mới tới cả nhà. Đây phải hỏi là cam luôn không? Dạ anh chơi ké. Chơi ké hả? Ở giờ mà ké. Ờ. Em người mới luôn hả? Dạ. Dạ. Em là tên gì nha? Dạ tên Phúc anh. Phúc hả? Dạ. À vậy là vô lâu. Còn mini SE. Vô lâu rồi mà chưa đi up đúng không? Up một hai lần em bận đấy. À rồi ok. Giờ giờ. Mở hóa trang ra đừng nhìn còn mốt anh còn nhớ mặt nha. Đây em Phúc nha cả nhà. Rồi ok. Chơi mini SE không? Dạ. Rồi. Lôi ra xử liền em ơi. Hôm nay hơi gió. Dạ. Gió quá gió cả nhà. Các phi công đều đứng yên một chỗ hết. Gần bờ đó. Đó, không dám đánh bắt xa bờ mà đánh bắt gần bờ hết. Em ý đang bay tốt ngoài kia quay ấy nha cả nhà. Em tắt con đó đi, tắt con đó lấy con mi 3 rồ ra test thử coi. Đây, em Nhân đổi mi 3 rồ ra test gió nha. Em Hoàng. Em Văn Hoàng, Lỗ Chí Thâm. Hai pro. Đó, con này bị một cái khối u nha cả nhà. Đó. Con này bị một khối u nha. Đó, anh em nào biết cái khối u lên tên gì comment bên dưới bài với mình nha. Đó. Đây, cái khối u này nha. Đó. Khối u này nặng lắm à. Em ấy là chủ nhân là ở bên nước ngoài mới về nên không đành đường, gắn cái khối u lên. ai biết cái khối u là cái gì thì bình luận với bài cho mình biết nha. Cái khối u nó bảo vệ 30 chai đó. Khối u nó bảo vệ 30 chai hả? Hôm nay hội mình cũng khá đông nha cả nhà. Được 10 người. 10 anh em. Đó. Được 10 anh em. Nhưng mà chi tiết một cái là trời hôm nay gió hơi to nha nha. Gió hơi to. Mấy con mini là chỉ có bay quanh tổ thôi chứ không dám bay xa. Đó.
có một chiếc của anh Thanh là dám đi đi đi. Wow, con ai giờ túi kia hả? Thanh đó, Thanh đi hai cây mới về đó. Ghê hả? Ồ. Liều. Không chơi luôn. Liều. Ba nó đang đợi. Liều. Cái bên có thằng bán lây cam mà lâu thôi. Đó, anh Dũng đó. Bạn tôi. Cái bên có bạn tôi bán lây cam á. Có bạn tôi bán lây. Sát bên có anh bạn độ pin nữa. Có anh bạn độ pin với lại chiên cu sữa hả? Anh Dũng rớt cái rồi ngày hôm sau rồi mà có mới liền. Đó, có mới liền đó. Quá kinh khủng anh Dũng. Có cần phải đi tìm kiếm anh. Đó, không muốn thôi là ngày mai có đồ chơi. Dũng đi kiếm chết mẹ chứ không kiếm. Luôn. Mình lấy con Mi 3 Pro này mình bay theo địa hình nha cả nhà. Camera của em quay mạnh cái. Đó. Bây giờ mình sẽ bay vòng cung này, vòng qua đây, vòng xong rồi vòng về đây cả nhà. Chỉ nhìn trên app thôi nha. Để xem mình có thể bay được không cả nhà. Đó. Đó, bay theo em bé đó cả nhà, bay nguyên vòng nha. Vòng qua đây vòng lại. Nó sẽ bị phức ở đây và trời khá là gió ở đây. Trời khá là gió cả nhà. Gió kinh khủng nha. Để mình thử thách cái này coi làm được không. Lên cả nhà ơi. The home point has been updated. Please check it on the map. Gió nha. Rồi, let's go. Wow. Đi theo luôn camera. Đây nha. Đang vô khung này nha cả nhà. Hết pin rồi đó, nó bao đỏ đó. Đó. Ê con nhóc này. Trời ơi thằng nhóc này. Lì thiệt chứ. Xém nó chết mình rồi. Xuống. Cái thằng cu nhỏ này nó chạy dần hoài cả nhà. Nguy hiểm quá. Rồi cái thằng con cu nhỏ này. Cái thằng cu nhỏ nó phá quá cả nhà. Xém chết cho nó mấy lần rồi. Đây đã ra tới rồi. Oh yeah. Phê à. Đây em nó đã về cả nhà. Đó, một vòng nha. Ủa còn ai đứng đầu đi vậy? Ok, hoàn thành nha cái nhà. Đây, hoàn thành nha cái nhà. Wow. Tính ra vậy cũng không có khó nha. Không có khó mấy nha cái nhà. Bay thấy cũng đơn giản, vì tại thì thằng cu nhỏ này nó phá quá. Rồi hồi nãy nó nhận thằng xe đi tới. Nó nhận cảm biến. Đó. Nó nhận cảm biến bên dưới mà nó đẩy con lai cam lên trên. Xém tí nữa là lụm lên cây cỏ trên rồi. Wow, gió kinh khủng cả nhà ơi. Đây, gió. Ủa, đó. Ê, còn nghiêng Mi 3 Pro luôn. Nghiêng luôn. Để cho đại đây xíu cái nhà, để lớn. Nhà thấy không? Nghiêng qua bên. Hài vãi. Làm, gió thổi nghiêng qua bên luôn nè. Con chồng này không dương hơn OK nha, hoàn thành nha. Chơi cái này cũng thú vị lắm nha. Đó nhà thấy không, bay là thú vị lắm rồi. Tại vì có dướng người nha, không dướng người mình bay nhanh hơn tí xíu nữa thì thú vị lắm nha. Có 2 giờ đi ngắm. Hôm nay gió quá cái nhà, gió quá đâm ra là anh em ngồi đây ngồi tán dốc. Tắm biển. Tắm biển. Phơi nắng. Mà không phơi nắng thôi. Giờ chỉ có hai con 2 Pro này dám bay cả nha. 2S đi ra, nãy con 2S mình mới bay ra kia khoảng tầm 50m là cảnh báo gió. Hay rồi, có vẻ cảnh gió cao hơn à. Ê, đó đồn. Chết à.
khổ ra mới ra được. Hết hồn. Rồi cả nhà ơi, tình hình là gió lớn quá nên anh em nghỉ hết rồi cả nhà. Rồi mình cũng xin kết thúc video tại đây nha. Anh em có cần mình test cái gì hoặc test pin độ gì thì nói mình để mình liên hệ em Lam. Lam đó. Lam Phạm nha. Lam Phạm để làm cho ra một viên pin độ đó là mình sẽ test cho anh xem nha. Đó. Bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo nha. Xin chào tạm biệt. Bye bye.